thị xã A Sơn Ba, thị trấn Phú Bổ, hồi xưa huyện Phú Bổ cái gì. Sau lưng cứ vậy, đi ra sau lưng tôi là trường Sơn Đông, đi lên đường trường Sơn Đông, tôi ở từ đó tôi chạy xuống. Đây, đó là vô trung tâm thị xã. A Sơn Ba. Tên này chắc mới đặt sau này, sau 75. Tôi sẽ chạy một tour cho quý vị coi trước khi tôi quay về Đắk Lắk, đi đường tắt Đắk Lắk luôn nha quý vị, không đi con đường ngoài quốc lộ. Nếu đi quốc lộ qua huyện Chư Sê, đi này đi đường đường Trăng Hưng Đạo, thị xã A Sơn Ba, Gia Lai. Xã cũng khá lớn, không nhỏ tí nào. Nhưng mà đường trẻ có vẻ nhỏ. À, có một đường đi Đắk Lắk rồi, 120 cây. Chút tôi sẽ quay về đó tôi đi cái đường đó. Đây là Trăng Đạo. Mới phát triển đi. Thôi quý vị thấy hai bên đâu có gì không? Hai bên vô là phía sau là đồng ruộng không à. Thôi tôi quay lại. Quay lại một khúc cho quý vị coi hai bên đường. Đó quý vị thấy không, bên phải có khúc là phía ngoài là đồng ruộng núi rồi, người ta mới bắt đầu làm thôi. Đắk Lắk 100
30 cây. Tôi sẽ đi qua đây, tôi đi về Đắk Lắk. Chạy lên cái trung tâm Phú Ổn coi. Rẽ qua phải coi. Đường là đường gì? Hùng Vương. Con đường này là con đường Hùng Vương. Theo này quẹo vào một hẻm nữa coi. Thành phố thì nó phải có đường chạy ngang chạy dọc chứ, đúng rồi, quẹo ra đường như đây, Tô Vĩnh Diện. Ô, người ta nuôi bò quá trời, đĩa tùm lum ngay trung tâm thị xã như quý vị, có nghĩa là vẫn chưa phát triển lắm, mức độ đô thị quá chưa. Chứ mức độ đô thị quá lớn là bò này là bứng hết. Mấy người này là mấy người thượng không đó quý vị. Đó, đây phân bò quá trời. Thẳng ra luôn này luôn. Đấy, phía sau thị xã. Người đẹp. Ai dân ba chăng? Dương ba đó, bên trong mặt sau thì xả chạy ra đây ra đường lớn về đó. Thế quý vị từ đây ra đó khoảng chừng 200 m rồi, quý vị đã thấy thầy xả rồi, nhưng mà bên trong mặt trong của nó là như vậy. Đường xá vẫn còn bầm dập đó, bầm dập. Qua đường, qua đường. Như vậy là lớn nhất là trục lộ chính Trần Đạo. Đây. Đắk Lắk. Đây là con đường đi Đắk Lắk. Từ thị xã Abunza của Gia Lai. Ồ, bên này cũng lớn nè. Chỉ tưởng có bên kia thôi. Con đường này nó chỉ đi thẳng Đắk Lắk đúng không chị? Đường này đi Đắk Lắk luôn đúng không? Yeah.